Xin chào tất cả các em. Chương trình phần chăn nuôi trong chương trình công nghệ lớp 10, chúng ta tìm hiểu ở bài đầu tiên của phần chăn nuôi, chương 2, bài 22, quy luật sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. Thứ nhất là tìm hiểu được khái niệm sinh trưởng và phát dục là gì, thì các em hãy quan sát hình ảnh dưới đây. Và em có nhận xét gì về khối lượng, hình dạng, kích thước cơ thể của vịt con so với vịt trưởng thành? Hình ảnh ở trong đây, đây là một giống vịt sim. Kích thước của con non so với con trưởng thành. Về hình dạng, kích thước và khối lượng, rõ ràng một điều là con non so với con trưởng thành thì con trưởng thành có sự gia tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể. Thì quá trình mà tăng lên về kích thước và khối lượng của cơ thể từ con non thành con trưởng thành này, người ta gọi đây là sinh trưởng. Rồi, quan sát tiếp tục hình ảnh ở gà. Đây là gà con và gà trưởng thành. Trưởng thành thì gà mái có màu lông trắng nè. Gà trống này có thể là lông đen pha đốm đỏ nè. Rồi, ở gà con và gà trưởng thành, ngoài những đặc điểm về khối lượng, kích thước có sự gia tăng thì còn có một số thay đổi ở những đặc điểm chính sau. Nhất đó là ở gà trưởng thành thường là lông dài hơn, màu sắc sặc sỡ hơn, rồi có phần màu gà ở phía trên đầu nè, chân có cựa nè, rồi ở gà trống thì có khả năng gái được, ở gà mái thì là có khả năng đẻ trứng ha, ở con trống còn có khả năng đạp mái nữa. Như vậy thì cái quá trình mà có sự phân hóa được các bộ phận, ví dụ như hình thành nên màu gà nè, chân có cựa nè, màu sắc lông thay đổi, hoặc là hoàn thiện được chức năng sinh lý, cụ thể đây là chức năng sinh sản, thì quá trình này người ta gọi đây là phát dục. Phát dục nó khác với sinh trưởng ở chỗ sinh trưởng chỉ tính về khối lượng kích thước, còn phát dục là phân hóa các bộ phận của cơ thể và thực hiện được chức năng sinh lý hoàn thiện. Rồi, chúng ta sẽ ghi cái phần hai khái niệm này vào phần 1 là mã khái niệm sinh trưởng và phát dục. Ghi được khái niệm sinh trưởng đó là tăng lên khối lượng, kích thước và các bộ phận của cơ thể. Kế tiếp đó là khái niệm phát dục là sự phân hóa để tạo ra các cơ quan, bộ phận cơ thể hoàn thiện thực hiện được các chức năng sinh lý. Ví dụ là có sự phát dục về buồng trứng ở dây cái. Đây là sự phát dục buồng trứng của dây cái. Dây cái mà khi mà đến giai đoạn phát dục rồi thì buồng trứng bắt đầu phát triển nè. Các tuyến vú, tuyến sữa sẽ hoạt động để thực hiện được chức năng sinh lý sinh sản nè. Ngoài ra có một ví dụ cụ thể hơn đó là ở lợn. Lợn con mới đẻ thì nặng tầm 1,5 kg, tới giai đoạn lợn cai sữa là khoảng 15 kg bắt đầu cai sữa, tới trưởng thành là nặng tầm 80 kg, kích thước theo đó cũng tăng lên, kích thước khối lượng đều có sự gia tăng thì quá trình này là sinh trưởng. Còn nếu là phát dục là bắt đầu hoàn thiện các bộ phận ha, và lúc này thực hiện được chức năng sinh lý, cụ thể ở đây là sinh sản. Đây là cái sơ đồ về vai trò sinh trưởng phát dục ở vật nuôi. Thì đối với vật nuôi, cái bản này là có trong sách giáo khoa của các em. Đây là hai khái niệm sinh trưởng phát dục. Mục đích của sinh trưởng và phát dục là để vật nuôi có thể lớn lên, hoàn chỉnh được cấu tạo và chức năng sinh lý. Phần này là do phần khái niệm sinh trưởng phát dục các em đã ghi rồi nên phần này không có ghi vào. Phần kế tiếp là mối quan hệ sinh trưởng và phát dục. Phần này là phần mở rộng thêm kiến thức thôi. Sinh trưởng và phát dục, hai quá trình này nó luôn tồn tại song song, xảy ra liên tục, nó có hỗ trợ lẫn nhau. Để làm gì? Bổ sung cho nhau, ngày càng hoàn thiện và hoàn chỉnh hơn. Tức là giai đoạn nào cũng có sinh trưởng và phát dục, nhưng tùy theo thôi, có lúc có nhanh, có lúc có chậm. Sang phần 2 la mã. Nội dung các em ghi phần 2 la mã là quy luật sinh trưởng và phát dục. Ở đây có 3 quy luật tương ứng với 3 mục trong sách giáo khoa của các em. Đó là sinh trưởng phát dục theo giai đoạn, sinh trưởng phát dục không đồng đều và sinh trưởng phát dục theo chu kỳ. Chúng ta tìm hiểu quy luật sinh trưởng phát dục theo giai đoạn. Ở đây có vòng đời của cá,
Ở cá, quá trình sinh trưởng phát dục trải qua 5 giai đoạn, bắt đầu từ nhỏ đến lớn. Sau khi trứng, thụ tinh với tinh trùng thành công thì sẽ tạo thành hợp tử. Hợp tử sẽ phát triển tạo thành phôi. Đây là thời kỳ đầu tiên, thời kỳ phôi. Tiếp đến tới giai đoạn cá bột, tới cá hương, cá giống và cuối cùng là cá trưởng thành. Thì khi người ta bắt con giống về nuôi thường bắt ở chủ yếu giai đoạn cá giống. Giai đoạn cá bột thì quá nhỏ. Khi gặp điều kiện môi trường thay đổi, ví dụ như pH, nhiệt độ trong nước, độ ẩm, pH, độ kiềm, độ mặn của nước mà không hợp lý, không thích hợp hay môi trường ô nhiễm thì đối với giai đoạn cá bột dễ bị sốc và có khả năng sẽ chết. Người ta sẽ bắt nhiều nhất ở giai đoạn cá giống. Ở đây phần này các em sẽ ghi theo các gạch đầu hàng tương ứng nha. Đánh gạch đầu hàng thứ nhất là ở cá, các em sẽ ghi theo trình tự là thời kỳ phôi, đánh dấu mũi tên cá bột, đánh dấu mũi tên cá hương, mũi tên cá giống và cuối cùng là cá trưởng thành. Gạch đầu hàng thứ hai đó là đối với ở gia súc. Gia súc thì đại diện có các loài ví dụ như trâu, bò, lợn, cừu, dê, vân vân. Thì các loài này là gia súc. Đối với gia súc thì có hai giai đoạn chính: giai đoạn phôi thai và giai đoạn sau phôi thai. Giai đoạn phôi thai thì có 3 thời kỳ, đó là thời kỳ tiền phôi hay còn gọi là hợp tử, tức là trước phôi và tới thời kỳ phôi và thai. Còn sau phôi thai thì có thời kỳ bú sữa và sau bú sữa, tức là giai đoạn này thì con non đã được đẻ ra rồi. Ở giai đoạn này là phôi thai, là giai đoạn còn trong bụng mẹ. Thì phần này các em ghi gạch đầu hàng thứ hai ở gia súc, đánh dấu cộng thứ nhất đó là giai đoạn phôi thai, hai chấm ghi là thời kỳ tiền phôi phẩy phôi thai, dấu cộng thứ hai là giai đoạn sau phôi thai, hai chấm thời kỳ bú sữa phẩy sau bú sữa. Đây là ví dụ về giai đoạn sau phôi thai ở gia súc nè. Đây giai đoạn sau phôi thai, lợn con đã được đẻ ra, giai đoạn này còn bú sữa nên đi theo mẹ tới giai đoạn tách bầy và cuối cùng là lợn thành thục. Giống lợn các em quan sát trong hình, đây là giống lợn móng cái. Sang phần số 2, quy luật sinh trưởng và phát dục không đồng đều. Đối với quy luật sinh trưởng phát dục gọi là không đồng đều bởi vì sinh trưởng và phát dục nó diễn ra đồng thời. Nhưng có lúc có thể sinh trưởng nhanh, có lúc có thể phát dục chậm hoặc là ngược lại. Ví dụ cụ thể như là giai đoạn trong bụng mẹ thì thường nó sẽ phân hóa các bộ phận như mà mắt, mũi, miệng hay bốn chân, vân vân. Thì giai đoạn này phát dục nó sẽ xảy ra mạnh hơn so với sinh trưởng. Sinh trưởng ở giai đoạn này là có sự tăng lên về kích thước khối lượng nhưng mà tăng lên không có nhiều. Ví dụ như từ phôi mà hình thành nên thai thì tầm 1 ký mấy, 2 ký ha. Đó là giai đoạn còn cho một mẹ. Nếu mà giai đoạn khi sinh ra từ con non đến con trưởng thành thì ngược lại, giai đoạn này có sự gia tăng đáng kể về khối lượng. Cho nên giai đoạn con non đến con trưởng thành lúc này là sinh trưởng mạnh hơn phát dục. Tới giai đoạn mà khi thành thục tính dục rồi, bắt đầu sinh sản được thì phát dục lại xảy ra mạnh hơn sinh trưởng. Phần số 2 thì các em ghi cái mục 2 quy luật sinh trưởng phát dục không đồng đều thôi. Sang phần số 3, các em ghi cái mục này vào quy luật sinh trưởng phát dục theo chu kỳ. Phần nội dung này không cần đi vào. Phát dục theo chu kỳ ở đây hiểu là có thể là với hoạt động sinh lý, các quá trình trao đổi chất nó theo tính chu kỳ, ví dụ như chu kỳ ngày đêm, chu kỳ năm tháng, vân vân. Chẳng hạn như là ban ngày đi, vật nuôi nó sẽ hoạt động nhiều, quá trình trao đổi chất xảy ra mạnh. Còn ban đêm thì nó ít vận động, hoặc là nó chỉ nằm ngủ thôi, hoạt động ít thì quá trình trao đổi chất sẽ xảy ra chậm hơn. Hoặc là vì chu kỳ động dục ở đây, ở trâu nè, mình có các loài khác nhau. Trâu thì động dục có thể 25 ngày, bò tầm 21 ngày, dê là kéo dài từ 20 đến 21 ngày, trong khi nuôi lợn có 21 ngày thôi. Ở tương tự, ví dụ nhịp tim bình quân của người là 75 lần trên phút. Nếu như là có em hoạt động thể thao, thể dục thể thao thì nhịp tim có thể đập nhanh hơn. Phần 2 là mã, các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục. Đây là toàn bộ những yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục ở vật nuôi, thì bao gồm là di truyền, là tính biệt, tuổi. Tính biệt ở đây mình hiểu là giới tính,
giải thích cái từ tính biệt. Tính biệt đối với vật nuôi người ta dùng từ là giới tính, thay thế. Đối với vật nuôi người ta dùng từ tính biệt sẽ thay thế cho từ giới tính. Rồi, đặc điểm cá thể và trạng thái sức khỏe. Nó tùy thuộc vào giống loài khác nhau. Rồi, yếu tố kế tiếp đó là thức ăn, chăm sóc, quản lý ha, và môi trường sống nó như thế nào nữa, nó sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sự sinh trưởng và phát dục. Thì trong các yếu tố này, các em sẽ liệt kê ra đâu là những yếu tố bên trong và đâu là những yếu tố bên ngoài. Tương tự ở cá cũng vậy. Ở cá cũng có các yếu tố tương tự giống như đối với vật nuôi. Thì từ những cái yếu tố ở vật nuôi và ở cá, chúng ta thống kê được những yếu tố bên trong và những yếu tố bên ngoài sau. Một thứ nhất, yếu tố bên trong thì các em có đó là đặc điểm di truyền, thuộc về bên trong, tùy thuộc vào giống mà có những đặc điểm di truyền khác nhau. Rồi tính biệt là giới tính đó. Rồi độ tuổi khác nhau và đặc điểm sinh lý cũng khác nhau. Yếu tố tác động bên ngoài vào thì đó chính là cái quay lại nè, yếu tố tác động bên ngoài vào thì ở đây đó chính là chế độ dinh dưỡng và điều kiện chăm sóc. Yếu tố bên ngoài mình có yếu tố dinh dưỡng và điều kiện chăm sóc hay là quản lý của vật nuôi. Và kết thúc bài.